lại vỡ đê sông ở tỉnh Hà Nam, 7,5 triệu người Trung Quốc vật lộn giữa bão lũ. Bùng nổ cuộc rối dây trong nhà tù khét tiếng nhất Myanmar. Vế kép HO mắc kẹt giữa trò chơi đổ lỗi Mỹ Trung về nguồn gốc đại dịch. Hơn 4.300 người Ấn Độ qua đời vì bệnh nám đen sau khi khỏi Covid-19. biểu tình làm nói loạn tăng lệ tổng thống hải khoảnh khắc dòng lũ cuốn trôi khi cầu vào ô tô ở nga hàng trăm người biểu tình trong ngày khai mạc thế vận hội tokyo tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hội nhất trên kênh sbnc Mưa lớn đã làm vỡ một phần đập chắn trên sông Vị Hà thuộc thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào chiều ngày 22 tháng 7, khiến nhiều ngôi làng đối mặt với nguy hiểm. Giới chức đã không thể ngăn cản dòng nước cuồn cuộn chảy về khu dân cư, dù đã dùng đá che lấp chỗ đê bị vỡ. Báo South China Morning Post dẫn nguồn một quan chức giấu tên cho biết, nhờ sơ so tán kịp thời nên vụ vỡ đê này không gây ra thương vong. Trong khi đó, báo cáo mới nhất ngày 24 tháng 7 cho biết, hơn 7,5 triệu người đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lũ ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, tăng gấp đôi so với ước tính ban đầu của nhà chức trách, ít nhất 56 người được ghi nhận tử vong, năm người khác mất tích. Khoảng 585.000 người phải di tản trong khi gần 1 triệu người vẫn đang trông chờ chính quyền địa phương tìm kiếm chỗ lánh nạn. Mất điện, mất nước xảy ra khắp nơi. Tỉnh Hà Nam cho biết lưới điện chỉ được khôi phục dần trong hôm nay, ngày 24 tháng 7, tức 3 ngày sau khi mưa lũ hoàn hành. Thành phố Trịnh Châu với 12 triệu dân là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ vừa qua, dự kiến sẽ sớm trở về bình thường. Tuy nhiên, thành phố Tân Hương, Lân Cận lại đang gánh chịu mưa lớn liên tiếp rút xuống, biến các ngôi làng thành ốc đảo trôi nổi giữa dòng nước ngập. Hàng loạt xế hộp đắt tiền bị hư hại nằm xếp lớp trong các cơ sở bán lẻ tại trung tâm thành phố Trần Châu, Trung Quốc vào hôm 24 tháng 7, trong lúc công tác khắc phục hậu quả mưa bão đang được triển khai. Thành phố 12 triệu dân đang hứng trọn đợt mưa lớn kỷ lục, lượng mưa cả năm rút xuống trong vòng 3 ngày. Hiện giờ hàng vạn thanh niên đội cứu trợ và binh sĩ quân đội Trung Quốc PLA vẫn đang giúp Hà Nam dọn dẹp những đống hoang tàn đổ nát, đưa người mắc kẹt đến nơi trú ẩn và tìm kiếm những thi thể bị dòng nước cuốn trôi. Thông tin tại Myanmar, phong trào biểu tình ở nước này có những diễn biến mới đáng chú ý sau khi bị chính quyền quân sự bắt bỏ tù vì tham gia làn sóng bất tuân dân sự, phản đối đạo chính. Mới đây, nhiều phạm nhân tại nhà tù khét tiếng Insen có từ thời thuộc địa ở thành phố lớn nhất Myanmar là Yangon đã nổi dậy, cùng nhau hát vang và hô khẩu hiệu phản đối chính quyền quân sự. Họ phản đối tình trạng lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng bên trong nhà giam. Sự tức giận của các tù nhân có thể nghe thấy từ bên ngoài nhà ngục với nhiều video quay lại sự việc từ phía bên ngoài hàng rào đã được đăng lên mạng xã hội. Hãy dừng lại chế độ độc tài, phản đối, phản đối. Các phạm nhân đã cùng nhau hô vang đằng sau song sắt. Tổ chức nhân quyền AAPB cho biết, làn sóng phản đối ban đầu bùng lên ở nhà giam nữ, sau đó nhận được sự ủng hộ của nhiều quản ngục. Sau đó, binh sĩ quân đội đã tiến vào nhà tù và tịch thu vũ khí của các quản ngục. Trong khi đó, tờ báo của chính quyền quân sự cho biết, một cuộc nổi dậy đã bùng lên trong nhà tù. Chúng tôi đã tiến hành thương lượng, lắng nghe và chấp thuận yêu cầu của các phạm nhân. Hồi đầu tháng này, Myanmar đã phóng thích 2.000 người tham gia biểu tình, gồm nhiều phóng viên. Tuy Tuy nhiên, sự tức giận đối với chính quyền quân sự vẫn sụp sôi, nhất là khi COVID-19 đang bùng phát mạnh. Myanmar rơi vào hỗn loạn trầm trọng, với hơn 6.000 ca nhiễm mới ghi nhận hôm 23 tháng 7 và 286 ca tử vong, đều ở mức cao kỷ lục. Các lò hỏa tán hoạt động hết công suất, do đó họ cho rằng con số tử vong trên thực tế thật ra cao hơn rất nhiều. Tổ chức nhân quyền AABB cho biết, cuộc phân đối trong nhà tù bùng nổ vì các phạm nhân không được điều trị y tế đúng mức khi nhiễm COVID-19. Các quản ngục cũng không có dụng cụ bảo hộ khỏi tình trạng lây nhiễm. Vào hôm thứ Ba, 3 à, vừa qua, ông Ni Anguin, cố vấn cấp cao cho cựu lãnh đạo Sushi đã qua đời tại bệnh viện vì nhiễm COVID-19 trong nhà tù. Mỹ Trung liên tục ăn miếng trả miếng, tố cáo phòng thí nghiệm của mỗi nước có thể là nơi làm bùng phát dịch Covid-19, dù chưa có bằng chứng cụ thể. Nếu như Mỹ và phương Tây liên tục kêu gọi điều tra sâu hơn tại Viện Virus Học Vũ Hán, nơi nghiên cứu virus corona ở lò dơi có quy mô lớn nhất thế giới, thì hơn 10 triệu người Trung Quốc đã ký tên đòi quốc tế điều tra tại cơ sở sinh hóa Fort Detrick của lục quân Hoa Kỳ. Mới đây, WHO cũng lên kế hoạch thực hiện điều tra nguồn gốc virus corona giai đoạn 2 ở Vũ Hán. Tuy nhiên, Trung Quốc lập tức bác bỏ kế hoạch này. Sau đó, người phát ngôn who bày tỏ thất vọng và cho biết thêm đây không phải về chính trị không phải là trò chơi đổ lỗi qua lại đây chỉ là yêu cầu cơ bản rằng chúng ta cần hiểu rõ mầm bệnh đã truyền sang con người như thế nào vì vậy các quốc gia cần có trách nhiệm làm việc cùng nhau và với who trên tinh thần hợp tác Tổng giám đốc WHO ông Tedros cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc hợp tác. Chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc hỗ trợ cuộc điều tra giai đoạn 2, giao ra những dữ liệu có liên quan đến dịch bệnh một cách rõ ràng, minh bạch. Đồng thời, chúng tôi mong muốn các nước thành viên WHO ủng hộ cho tiến trình khoa học và hãy ngừng chính trị hóa virus. Trước lời kêu gọi của WHO, Thứ trưởng Y tế Trung Quốc Tăng Ích Tân cho rằng không đời nào Bắc Kinh chấp nhận đề xuất về cuộc điều tra thứ hai. Quan chức này phát biểu, cuộc nghiên cứu lần hai về nguồn gốc đại dịch không phù hợp với lý lẽ thông thường và nó còn phản khoa học ở một số khía cạnh. Ông Tăng bày tỏ rất ngạc nhiên về giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, nói rằng cuộc điều tra đầu tiên đã khẳng định chuyện này cực kỳ khó xảy ra. Trong khi đó, WHO cũng đang chịu áp lực lớn của các nước, bao gồm nhóm G7 về yêu cầu điều tra nguồn gốc COVID-19 giai đoạn tiếp theo ở Trung Quốc. Sau khi hoàn tất điều tra giai đoạn 1, giám đốc WHO cho biết mọi giả thiết vẫn còn được xem xét và cuối tuần trước, ông lại nói mình là một nhà miễn dịch học từng làm việc ở phòng thí nghiệm nơi các sự cố thường xuyên xảy ra. Dịch Covid-19 giảm nhẹ nhưng bệnh nấm đen đang hoành hành mạnh mẽ hơn ở Ấn Độ. Hơn 4.300 người Ấn Độ đã qua đời vì căn bệnh này. Bộ Y tế Ấn Độ đến hôm 22 tháng 7 ghi nhận hơn 45.300 người mắc bệnh nấm đen nguy hiểm. Dù trước đây căn bệnh được cho là hiếm gặp, bệnh ảnh hưởng đến mắt, mũi thậm chí là não của bệnh nhân thường xảy ra khoảng 12 đến 18 ngày sau khi bình phục từ Covid-19. Hơn một nửa số ca mắc nấm đen vẫn đang được điều trị. Các bác sĩ cho rằng bệnh có liên quan đến steroids, một nhóm thuốc dùng để chữa Covid-19 và tiểu đường. Terox làm giảm viêm ở phổi và dường như có thể làm chậm một số tổn thương diễn ra trong lúc hệ miễn dịch chiến đấu với virus corona. Tuy nhiên, tác dụng phụ của Terox là làm giảm chức năng hệ miễn dịch về lâu dài và làm tăng nồng độ đường huyết của bệnh nhân COVID-19 dù họ có mắc bệnh tiểu đường hay không. Đài BBC dẫn lời chuyên gia nhận định, việc Terox làm suy yếu hệ miễn dịch có thể dẫn đến nhiều căn bệnh khác bộc phát, bao gồm ung thư, HIVS. Đối với những người từng mắc những bệnh nền này, với hàng ngàn người khác ở Ấn Độ, họ có nguy cơ nhiễm nấm đen cao hơn. Bệnh nấm đen do các loại nấm thuộc bộ Mucorales gây ra, cơ thể con người thường không phải là nơi trú ngụ của chúng, mà loại nấm này thường được tìm thấy trong đất, bụi, rau củ đang phân rã và phân động vật. Hệ miễn dịch thường có thể kháng lại các loại nấm này dễ dàng. Tuy nhiên, sự kết hợp của bệnh tiểu đường COVID-19 và liệu trình điều trị bằng steroid có thể làm suy yếu hệ miễn dịch tới mức các vi sinh vật có thể trụ lại và sinh trưởng trong cơ thể. Điều đáng sợ là hệ thống y tế Ấn Độ đã bị đại dịch tàn phá nặng nề, vì vậy rất nhiều người nhiễm nấm đen không được chữa trị phù hợp. Một phần lớn qua đời tại nhà hoặc khi nhập thì đã nhiễm nấm ở mắt và não khó lòng cứu chữa. Lễ tang của tổng thống Haiti Souvenir Marie, đã diễn ra trong sự hỗn loạn vào hôm qua ngày 23 tháng 7. Tiếng súng và biểu tình đã bùng nổ, khiến đại diện Mỹ ở Haiti phải rời đi ngay lập tức và một số quan chức khác đã trở lại ô tô để trú ẩn. Lễ tang được kỳ vọng sẽ giúp đoàn kết đất nước sau vụ ám sát rúng động ngày 7 tháng 7. Thực tế cho thấy điều ngược lại, người dân đã có những quan điểm chia rẽ. Họ sợ hãi về tình trạng an ninh của mình khi một số tay súng ám sát tổng thống vẫn còn chưa xa lưới, trong khi bất ổn chính trị, đói nghèo, dịch bệnh vẫn còn bủa vây. Giữa những Hàng khói từ các vụ đốt phá để nhất phu nhân Martin phát biểu kêu gọi thực thi công lý cho người chồng quá cố và phấn đấu vì một xã hội Haiti công bằng hơn. Bà nói, cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc, ông ấy đã mở ra cho chúng ta con đường, chúng ta phải tiếp tục dẫn bước và hành trình còn rất dài. Lực lượng vũ trang Venezuela hôm qua 23 tháng 7 tố cáo máy bay quân sự Mỹ đã xâm phạm không phận của nước mình ở gần biên giới Colombia. Venezuela gọi hành động này là ngang nhiên khiêu khích. Venezuela đang hứng chịu những lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ và nhiều lần báo cáo các vụ xâm phạm không phận trong những năm qua. Về vụ việc mới đây, quốc gia Nam Mỹ khẳng định một chiếc máy bay C-17 của không quân Mỹ đã bay qua dãy núi Perisa vào chiều thứ Năm trong khoảng 3 phút. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận. Trước đó, Washington cáo buộc Tổng thống Nicolás Maduro đã có những hành vi tham nhũng, vi phạm nhân quyền, gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018 và Nhà Trắng gây áp lực buộc ông từ chức. Lính cứu hỏa vào hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 7 tuyên bố kết thúc cuộc tìm kiếm thi thể ở tòa chung cư sụp đổ bang Florida sau một tháng đào bới dưới đống đổ nát. Vụ sập xảy ra hôm 24 tháng 6 đã khiến cho 97 người tử vong và ít nhất một người mất tích chưa được tìm thấy. Hiện trường đã gần như được dọn dẹp sạch. Bộ phận pháp y, pháp chứng vẫn đang làm việc để tìm manh mối điều tra nguyên nhân tai nạn. Trừ một vài nạn nhân được tìm thấy sống sót vài giờ sau vụ sập, những ngày sau đó, đội cứu nạn chỉ phát hiện thi thể ở hiện trường. Ước tính 14.000 tấn bê tông đã được dọn dẹp tại hiện trường. Một cây cầu đã bất ngờ sập đổ khi xe tải lái ngang qua trong lúc lũ tràn về ở miền đông nước Nga hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 7. Cây cầu làm bằng gỗ ở ngô làng cách thủ đô Moscow khoảng 4.500 km. Khi xe tải chạy lên, cây cầu đổ xuống và gần như bị dòng nước cuốn trôi cùng với phương tiện trên đó. Báo cáo sau đó cho biết tài xế được cứu sống, những chiếc xe bị dòng sông nuốt dẫn. Cây cầu vốn đang trong quá trình sửa chữa và người dân địa phương cho biết không có cách nào để băng qua sông trong mưa lũ. Mưa lũ cũng làm hư hại một cây cầu trên tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga, khiến giao thông tạm thời bị gián đoạn. Hãng tin TAS cho biết 650 ngôi nhà bị hư hỏng và 5 cầu đường bị cuốn trôi ở khu vực Zabaycon vào hôm thứ Năm do mưa lớn. Đây là hình ảnh kinh hoàng khi lính cứu hỏa bay lướt trên một vụ cháy rừng lớn ở Mỹ. Nhiều ngày gần đây, do độ ẩm thấp và gió lớn, khiến vụ cháy rừng Tamaras liên tục lan rộng thêm 4%. Ngọn lửa đã xâm chiếm 236 km vuông diện tích rừng ở Baneraska tính đến ngày hôm qua 23 tháng 7. Giới chức đã yêu cầu người dân tiếp tục sơ tán. Gần đó, vụ cháy DC cũng bùng phát mạnh, khiến khói bao trùm một vùng rộng lớn miền Tây nước Mỹ. Chính quyền và các tổ chức tư nhân đang phối hợp huy động 1.300 người tham gia dập tắt cháy rừng. Một nhóm biểu tình đã tụ tập trên đường phố Tokyo vào hôm qua ngày 23 tháng 7 để phản đối sự kiện khai mạc Thế vận hội. Có hai nhóm tổ chức biểu tình là nhóm phản đối Olympic và nhóm nữ quyền cũng kêu gọi tẩy chay sự kiện thể thao này. Các thành viên tổ chức cho biết 680 người đã tham gia biểu tình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết chưa có con số chính xác. Những người biểu tình lo ngại Thế vận hội sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, trong khi dịch vẫn bùng phát nghiêm trọng tại thủ đô Nhật Bản. Một quan điểm khác cho rằng các phát ngôn xem thường phụ nữ, kỳ thị giới tính liên tục xuất hiện từ ban tổ chức Thế vận hội. Và và những người biểu tình cực lực phản đối điều đó. Thế vận hội Tokyo sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 8 tháng 8. Hãng đường sắt Deutsche Bahn cho biết mưa lũ gần đây ở Đức khiến họ thiệt hại 1,5 tỷ đô la. Điều đáng nói là không có bảo hiểm chi trả cho những hư hại về cơ sở hạ tầng và mạng lưới kết nối các tuyến giao thông. Chưa rõ khi nào việc dọn dẹp hậu quả thiên tai sẽ hoàn thành và các tuyến đường sắt hoạt động trở lại. Giới chức Đức vẫn đang cố gắng đánh giá chính xác mức độ thiệt hại tài sản. Các khu vực hứng chịu hậu quả lũ lụt nghiêm trọng nhất là miền Tây nước Đức và miền Đông nước Bỉ. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng thiệt hại ở mức khổng lồ đây quả là một sự kiện buồn vào thời điểm nhà lãnh đạo Đức sắp rời nhiệm sở. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.